Thưa quý vị, sau thời điểm dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Bình Tân được kéo giảm, kể từ đầu tháng 10 đến nay lại có chiều hướng tăng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của mưa bão, triều cường phát sinh nhiều mũi vằn truyền bệnh. Chính vì vậy mà ngành y tế huyện đang tích cực phối hợp cùng với chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng chống điều trị bệnh. Những ngày qua, các ban ngành đoàn thể huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết theo khuyến cáo. Đặc biệt là lật úp các dụng cụ chứa nước xung quanh nhà không cần thiết, thả cá vào lu chứa nước, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng nhằm diệt lăng quăng, muỗi vằn để tránh mầm bệnh phát tán lây lan. Kết hợp với ban ngành là đi vận động bà con là xem lại tất cả những cái lu hũ cũng như là những cái dụng cụ chứa nước xung quanh nhà khi mà triều cường giật xuống á, thì vận động bà con là xúc rửa rồi cũng như là úp lại. Địa phương thì cũng đang thực hiện cái chiến dịch phun diện rộng của toàn xã. Theo Trung tâm Y tế huyện Bình Tân, từ đầu năm đến nay, toàn huyện ghi nhận hơn 370 ca mắc sốt xuất huyết. Điểm nóng sốt xuất huyết của huyện thời gian qua là địa bàn thị trấn Tân Quế và các xã Tân An Thạnh, Tân Bình, Thành Lợi. Do đó, ngoài triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống, xử lý ổ dịch, thì vấn đề chủ động trong điều trị đang được ngành y tế địa phương đặc biệt quan tâm, tránh để các trường hợp mắc sốt xuất huyết chuyển biến nặng, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người bệnh. Tình hình sốt xuất huyết của huyện Bình Tân thời gian qua thì nó cũng tăng gấp 6 lần so với năm rồi. Thì trung tâm cũng cố gắng là cái khám, tiếp nhận rồi tư vấn cho bệnh nhân là những bệnh nhân nào cần nằm viện, những bệnh nhân nào cần phải theo dõi triệu chứng tại nhà và cái phải chuyển tuyến trên kịp thời. Những cái tháng gần đây thì mưa bão thường xuyên, cái thứ hai là chiều cường thì sẽ tạo thành những cái nơi đọng nước, thì chính những nơi này cũng là những chỗ mà muỗi nó sinh sản. Thì thứ nhất là tuyên truyền cho bà con là liên tục là diệt muỗi, diệt lăng quăng, thì tối thiểu hàng tuần cũng phải là diệt muỗi, diệt lăng quăng một lần. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc tiếp tục tăng tại huyện Bình Tân, bên cạnh sự nỗ lực của ngành chức năng, chính quyền địa phương thì hơn ai hết, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, chủ động trong phòng chống bệnh sốt xuất huyết bằng các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng tại nhà, góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội.